Em à, hôm nay chúng ta ở đây với những bộ trang phục mà chúng ta không thường hay mặc. Và đây á, cũng là giây phút mà anh đã chờ đợi rất lâu rồi. Đây là cơ hội để anh có thể nói lên những lời chân thành nhất gửi đến em, gửi đến tình yêu nhỏ bé của chúng mình giữa một thiên nhiên rộng lớn như thế này. Cảm ơn em đã cùng anh tin tưởng và đồng hành trong suốt khoảng thời gian ấy. Em là người đã cho anh niềm vui và mở ra cánh cửa của hạnh phúc. Em là chỗ dựa, cũng là tinh thần trên cả cuộc sống và công việc của anh. Quan trọng hơn hết, em chính là người sẽ đồng hành cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Những tháng ngày sắp tới có lẽ hoàn toàn không là màu hồng, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm cho em vui và hạnh phúc. Bên anh là chỗ ngay hạnh phúc nhất của em tại một thành phố mà em đã từng nghĩ rằng nó chẳng hề thuộc về mình. Tuy rằng trong thành phố ấy, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã có những bất đồng, và không biết bao lần chúng ta gần như đã lạc mất nhau. Nhưng em cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Để sau 2 năm thì hôm nay em đã chờ được ngày mà em khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất, nắm tay người mà em tin tưởng nhất, có mặt ở nơi đây để trao nhau những lời ước nguyện này. Con đường của chúng ta đã bắt đầu rồi. Anh sẽ ở mãi ở bên em, nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Yêu em, bây giờ và mãi mãi. Gửi anh, chồng của em hứa mai này, dù có khổ đau hay hạnh phúc, em đều nguyện sẽ đi cùng anh. Thương anh. Is your Mary?